Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Thế Sơn Tùy Ta. Rất mong anh chị hãy bấm nút đăng ký, like để ủng hộ kênh và cập nhật những thông tin về thị trường ô tô cũng như các chương trình khuyến mại trong tháng. Nhiều xe dưới 500 triệu tiếp tục giảm sâu. Nhiều mẫu xe hạng A hạng B vốn giá rẻ trên dưới 500 triệu đồng nay còn giảm giá hấp dẫn hơn trong tháng 3, thu hút sự chú ý của người tiêu dùng. Tuần đầu tiên của tháng 3, thị trường Việt ghi nhận nhiều mẫu xe ô tô giá rẻ, xe bình dân được điều chỉnh giảm giá từ 10 đến 60 triệu đồng nhằm kích cầu người tiêu dùng. Theo ghi nhận, mẫu xe hạng A hiện đang giảm giá cao nhất thuộc về VinFast với mức giảm lên đến 64 triệu đồng. Cụ thể tháng 3, VinFast được các đại lý giảm giá từ 41 đến 64 triệu đồng, tùy phiên bản được hưởng gói vay ưu đãi với lãi suất 0%. Với cái mức giảm như trên thì phiên bản VinFast Vario tiêu chuẩn sẽ giảm giá tương ứng từ 41 triệu đến 54 triệu đồng. Phiên bản nâng cao giảm giá từ 44,9 đến 58,4 triệu đồng. Phiên bản cao cấp giảm giá từ 49,2 đến 64 triệu đồng. Mức giảm giá thực tế thấp nhất được áp dụng cho phiên bản tiêu chuẩn chỉ còn 361 triệu đồng. Mức giá thấp nhất của mẫu xe này kể từ trước đến nay, giảm giá mạnh thứ hai trong phân khúc xe hạng A, Honda Vario 2020 cũng được các đại lý khuyến mại từ 25 đến 45 triệu đồng tùy theo phiên bản, bao gồm giảm giá tiền mặt và phụ kiện. Trong đó, phiên bản Vario G được khuyến mại cao nhất tới 45 triệu đồng, trong đó bao gồm giảm giá tiền mặt 20 triệu đồng và tặng kèm phụ kiện giá trị 25 triệu đồng. Phiên bản Vario GS và RS 2 màu được giảm giá tiền mặt từ 10 triệu đồng và tặng kèm bộ phụ kiện đi kèm giá trị 25 triệu đồng. Vốn là mẫu xe giá rẻ dao động từ 345 đến 405 triệu đồng. Mẫu xe Toyota Wigo đời mới 2020 trong tháng 3 còn được hãng ưu đãi giảm giá tiền mặt từ 10 đến 15 triệu đồng, đồng thời tặng kèm thêm phụ kiện có giá trị đi kèm. Như vậy, sau giảm giá, giá thực tế Toyota Wigo 2020 tại khu vực Hà Nội giảm xuống còn 330 triệu đồng cho phiên bản số sàn và 390 triệu đồng cho phiên bản số tự động. Mitsubishi Việt Nam cũng đang có ưu đãi nhỏ trong tháng 3 với hai mẫu xe giá rẻ của hãng đó là Mirage và Attrex. Theo đó, người mua xe Mirage CVT Eco và CVT được tặng phiếu độ nhiên liệu trị giá 10 đến 20 triệu đồng. Còn khách lấy Attrex, MT Eco và CVT Eco được giảm giá 20 triệu đồng. Cụ thể, các phiên bản Mirage CVT Eco và CVT giảm giá lần lượt 35 triệu, 27 triệu đồng, kéo giá xe xuống còn 360 triệu và 423 triệu đồng. Các phiên bản Attrex CVT Eco và CVT được tặng kèm gói phụ kiện 15 triệu đồng hoặc quy đổi ra tiền mặt. Các phiên bản MT của cả hai mẫu xe đã hết hàng ở một đại lý khác. Tư vấn bán hàng đang chào giá Attrex CVT với mức giá giảm 40 triệu đồng tiền mặt. Giá xe giảm từ 475 triệu đồng còn 435 triệu đồng. Ở phân khúc cao hơn, Toyota Vios đang được giảm 10 triệu đồng, đưa giá xe giảm chỉ còn từ 480 triệu đồng. Chiếc Kia Cerato cũng được giảm 10 triệu đồng cho 3 phiên bản sử dụng động cơ 1.6. Trong đó, phiên bản số sàn mức giá tốt nhất sau ưu đãi ở mức 549 triệu đồng. Honda City nhận ưu đãi giảm giá 30 triệu đồng. Như vậy, giá bán sau ưu đãi của Honda City cho hai phiên bản 1.5 AT và 1.5 AT tốt lần lượt là 529 và 569 triệu đồng. Quý vị hãy nhấn nút đăng ký và like để ủng hộ kênh của Thế Sơn và xem những video mới nhất của Thế Sơn. 10 lý do nên chọn và mua xe tại Toyota Hiroshima Tân Cảng. 1. Chúng tôi là một trong những đại lý lớn nhất Việt Nam, tiềm lực tài chính mạnh với 100% vốn nước ngoài của tập đoàn Toyota Hiroshima Nhật Bản nên luôn có nhiều xe giao trong ngày. 2. Quanh năm luôn có khuyến mại giảm giá tốt thị trường. 3. Tặng nhiều phụ kiện cao cấp cho xe. 4. Toyota Hiroshima là đại lý có trang thiết bị hiện đại và tối tân từ Nhật, giúp khách hàng bảo trì bảo dưỡng và làm bảo hiểm xe nhanh chóng gọn nhẹ. 5. Hỗ trợ thủ tục ngân hàng lãi suất cực ưu đãi, thủ tục đơn giản và đảm bảo 100% được vay, kể cả khách hàng không chứng minh được thu nhập. 6.
hỗ trợ đăng ký và giao xe tận nơi. 7. Hỗ trợ khách hàng thủ tục kinh doanh Grab, Uber và taxi. 8. Chúng tôi luôn có các xe để mua cho khách hàng lái thử trải nghiệm trước khi mua xe. 9. Dịch vụ chăm sóc khách hàng được đánh giá tốt nhất Việt Nam, nhân viên chuyên nghiệp và tận tâm luôn được các chuyên gia Nhật Bản đào tạo. 10. Dịch vụ bảo dưỡng bảo hành số 1 tại thành phố Hồ Chí Minh với các chuyên gia và kỹ thuật viên người Nhật trực tiếp quản lý chiếc xe của bạn. Nhân viên bán hàng Thế Sơn, số điện thoại 0911 55 44 55 với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn bán hàng tại công ty Hiroshima Tân Cảng, tốt nghiệp tất cả các chứng chỉ bán hàng của Toyota và đạt được nhiều giải thưởng danh giá trong nhiều năm. Thế Sơn từ lâu đã trở thành cánh tay đắc lực và là người bạn hỗ trợ đồng hành cùng những người yêu xe khi đến với Toyota Tân Cảng. Thế Sơn cam kết sẽ tư vấn nhiệt tình giúp quý khách hàng chọn được những chiếc xe ưng ý nhất với chi phí bỏ ra tối ưu nhất. Hãy tới và trải nghiệm dịch vụ tuyệt vời tại Toyota Hiroshima Tân Cảng. Địa chỉ 220 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, gần cầu Sài Gòn. Toyota Hiroshima Tân Cảng, một thương hiệu triệu niềm tin.